À, chị ơi, mình mới nâng ngực sau bao lâu vậy chị ha? Em nâng ngực 2 tuần. 2 tuần, dạ. Hôm nay mình lên tái khám các chị đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ. Hiện tại thì chị cảm thấy ngực của chị như thế nào rồi ạ? À? Nó đỡ căng tức rồi. Sinh hoạt cũng bình thường lại, làm việc nhà cũng bình thường lại nhiều rồi chị. Dạ. Sau khi làm xong thì chị có cảm thấy đau hay là khó chịu gì không chị ha? Chỉ đau tầm khoảng 3-4 ngày đầu thôi. Dạ. Sau đó thì cũng bớt đau nhiều. Dạ. Không đau nhiều lắm. Dạ. Cái hôm mà chị mới phẫu thuật xong á thì chị có ngủ được không? Nhưng mà cũng hơi khó chịu, tức ngực chút nhưng mà vẫn ngủ được. Sau hôm sau là chị có thể tự ăn uống, tự đi vệ sinh được rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Sinh hoạt bình thường. Dạ. Thì chị có thể chia sẻ cho em biết cảm nghĩ lúc trước của chị trước khi nâng ngực á và sau khi nâng ngực thì chị cảm thấy làm sao được không? Cảm thấy tự tin hơn. Dạ. Chồng yêu nhiều hơn. Dạ. Khuyên mọi chị em nếu như mà tự ti thì dòng mụn của mình thì cứ can đảm đi làm, tại vì không có đau lắm. Dạ. Bên trong sức chịu đựng của mình. Dạ, yeah. Về trọng khen rồi đúng không? Đúng. Dạ, trên thang điểm 10 thì chị chấm bác sĩ Lê Phi Phân được bao nhiêu điểm đây chị ha? 10 luôn ha. Dạ, yeah. Cái hôm mà chị đi làm ngực á, chồng chị có ủng hộ không? Có, chồng chị dẫn chị đi luôn. Dẫn chị đi luôn. Dạ, yeah. Vậy rồi quá tuyệt vời luôn ha. À hồi nãy em chưa thấy cái khe á, thì chị có thể chia sẻ cái khe ngực của chị nó có ok không? Mã định hình được 2 tuần thì yeah. Bắt đầu nó khép lại rồi, bắt đầu là nó có khe được chút. Dạ yeah, rồi ok. Làm xong thì hôm nay em ghi nhận là đẹp rồi ha, hiện tại thấy đẹp rồi nè, căng tròn. À, chị thấy hiện tại là thấy hài lòng rồi đúng không? Đúng rồi, chị dạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị nhiều nha. Chị cảm ơn. Dạ.